là không được rủ bọn trẻ danh đến nhà phá phách đấy nhá. Dạ, con nhớ rồi. Mà yêu cứ tin ở con đi. I love you. Tại chị mà hôm qua ba em đánh em quá trời. Tớ cũng bị tét đít mấy cái đây này. Thiệt chứ, còn chút xíu xíu nữa thôi là em bị đổ khỏi nhà luôn rồi đó. Đúng rồi, em mà không khóc lóc van xin ba của em á là em được bị nghỉ học ở nhà luôn á. Vậy thì mọi người mới biết nỗi khổ của chị. Tại vì ngày nào chị cũng bị đánh. Thôi thì từ nay chúng ta làm con ngoan trò giỏi đi, đừng có phá nữa. Nên vậy. Vậy thì bây giờ chị sẽ phân công công việc cho mọi người nha. Ngâm Chi lau nhà, Bảo Bảo giặt mền, Cát Vi rửa chén, Duy Anh thì cọ rửa bàn ghế đi. Ủa, còn chị giấu làm gì hả? Ủa chị tính ngồi không à? Thì chị làm mấy cái việc linh tinh mà chưa có ai làm á. Chris khôn vậy. Mơ ngâm đường của mẹ. Phơi nắng thì chắc là sẽ thơm hơn đấy. Có sao không vậy? Sao vậy? Sao mà đổ vậy nè? Sao hôm nay cậu hậu đậu quá vậy? Tự nhiên nhà hôm nay trơn như mỏ. À, tại hồi nãy á, em kiếm không thấy nước lau sàn nên là em lấy đỡ nước giặt. Trời ơi. Chi ơi là Chi. Bây giờ sao? Thì thôi mình hút hết vô đi. Ý, dơ vậy. Ôi chị ơi, cái này nước gì mà ngon quá vậy? Đây là mơ ngâm đường của má chị. Đã ngâm lâu lắm rồi hơi bị thơm ngon. Nãy định mang ra phơi nắng cho ngon hơn. Thôi, dù gì nó cũng đổ rồi. Chị cho mỗi người một ly. Cũng được quá, cho tụi em nha chị. Chị ly chị thôi. Còn ly thôi à, không có sao đâu. Đi mà chị thôi. Thôi được rồi, mỗi người một chút rồi đó. Yeah. Sao cái nhà của mình nó cứ quay quay vậy ta? Theo như nghiên cứu của tớ thì chúng ta đã sai. Này cái gì mà sai, có ăn sai á? Ôm xíu, có phải là ubi đâu mà sai nước ngọt chứ bộ. Ngọt lị. Thì nước mơ ngâm đường để lâu thành rượu đó. Dạ. Anh Bảo ơi, sao em thấy anh cứ quay quay kiểu gì á? Đúng rồi, quay 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 đều quay đều quay đều quay hoài quay mãi chưa chịu dừng. Sao anh quay hoài vậy? Mấy đứa ơi, chắc là về đi chứ má chị sắp về rồi đó. Về gì vốn để là nhà về làm gì? Vâng, xin nước ngọt làm gì đây. Ôi rồi. Ôi, chuyện gì đấy? Má về. Sao bừa bộn thế? Hả? Chuyện gì thế này? Hello bác. Hello. Hello. Nice to meet you. Cái gì đấy? Anh nhìn mà không biết lại còn hỏi. Nhìn chị. Nhìn đi. Ôi dồi ôi. Cháu là cháu phê bình bác. Suốt ngày cấm bọn cháu qua đây chơi. Đúng rồi. Con cũng muốn phê bình bác. Bác không có lịch sự, không có hiểu nít gì hết. Mỗi lần tụi con qua đây tụi con đâu có làm cái gì bác đâu. Bác lúc nào không đổ tụi con về nhà. Bác bất lịch sự. Má làm má con hơi bị lâu rồi đấy. Rồi. Chính xác. Bác đúng là một người tàn nhẫn. Bác là một người không có tuổi thơ. Đúng, tính ra là tụi con là ngoan lắm rồi đó. Má không biết mấy đứa kia đâu. Trời ơi, tụi nó đánh nhau, tụi nó chơi game rồi tụi nó còn đua xe vèo 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 này nè. Tụi con chỉ ở nhà đi báo làm báo. Này ui giời ơi, cái hũ mơ của tôi ngâm hết một năm rồi, bây giờ lôi ra uống sạch chành chanh như thế kia rồi nằm la liệt như thế này hả? Dậy dọn dẹp nhanh. Dọn dẹp là việc của má. Còn đứng đấy làm gì?
Bác mới phải đi dọn đấy. Không phải việc của con. Bác còn đứng đấy làm cái gì? Đi dọn đi bác. Ôi trời ơi. Bây giờ nhá, la liệt như thế này thì tôi không nói nhá. Chờ đi mà tỉnh dậy hết đi, rồi sẽ biết tay tôi. Chắc là tôi còn sợ. Dân chơi là không sợ mưa rồi.